ngày lễ Đồn Tà cái nha, thì chùa Cái Sách nữa cái nha, cũng quá đông quý Phật tử tham dự lễ Đồn Tà hay cái nha, quá trời luôn. Có tập phó các bạn hả? Lưu ý là thế. Trước có sáng của đồng con sống đây là đôi cả đi à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy
này là chính điện của chùa Kế Sách cả nhà. Chính điện rất là bự ha. Cá nó bự kìa Phong ơi, coi kìa, coi cái đầu nó kìa. Kè đi qua bên kia, chỗ nó ngớp cái đầu hoài kìa. Đây là hai cô xinh đẹp bán nước hoa cái nhà ha. Bây giờ để xem nước hoa gì ha. Nước hoa hiệu gì em? Nước hoa hiệu gì? Nước hoa của Trần Ngọc Phương Lan. Mua một tặng một luôn. Cô bán nước hoa rất là xinh đẹp ha. Bán có ai ủng hộ thì bay qua đây ha. Chào cô chú. Kêu cô chú mua nước hoa kìa. Xé cho chú. Đây chỗ phi tiêu bong bóng kìa nha. Chúng rồi. Đây.